tới luôn á. Hello, Đam Yêu Cá xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ cùng Tem sẽ câu ngày cuối cùng ở hồ Gia U nha các bạn. Tại vì hết ngày hôm nay là mình đi làm rồi. Mình ít khi khó có clip mới để cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay đi rất là đông nha các bạn. Khoảng 4-5 người vậy đó. Đây. Đây là ông bạn hay đi với mình. Ở kia là ông bạn đó. Ở Bảo Hòa nha các bạn. Tí lò gạch. Tí lò gạch xin chào tất cả các bạn. Tí ớn quá. Đó, hôm nay anh em câu 8 cần câu mấy các bạn. Ông bạn ra 2 cần. Mình nay mình câu 4 cần thôi. Ông bạn kia câu 1 cần. Đó. Hôm nay là câu 4 5 7 cần câu mấy. Đúng ra là 8 cần nhưng mà hôm nay có câu 7 cần thôi. Và mồi thì vẫn mồi cũ nha các bạn. Đó. Mồi nền trộn mồi thối vô. Đó. Cũng như vậy thôi. Đây, có ngô rồi, bắp cám rồi, khoai lang. Rồi mồi nền ủ nha các bạn. Chứ mịt ung, đó. Chỉ có như vậy thôi. Nắng lên thì phải chi vô. Thì đây là cái hồ Gia Ui đập tự nhiên Xuân Lộc Đồng Nai nha các bạn. Rồi ok nha các bạn. Tí nữa cá các ăn mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Có cá các bạn ơi. Cá bikini. Dùng nhỏ đâu không chịu kéo cò các bạn ơi. Chắc cá nhỏ hay gì không ơi. Cá mè dinh. Mè dinh các bạn ơi. Hàng đầu tiên cá mè dinh. Chống mồm. Đầu tiên cá dinh các bạn. Sáng giờ nó ăn đúng đường phát luôn á. Hôm nay biết ngày gì nữa. Ok nha các bạn. Có cái mình sẽ review tiếp. Anh em mớm rồi anh em ơi. Vậy. Vậy. Nè nó dở nè, chắc cá nhỏ ấy thôi. Có cá. Chắc không to nhỏ à. Đủ nặng tay là ok. Không biết. Nghĩ cũng mạnh lắm.
trời không có ánh nắng hết trơn. Vô vô tới rồi. Hả? Trôi vĩnh nó hú còi rồi chứ, gió nhẹ quá. Gì vậy? Trời ơi, con mày vinh nó bự. Trời to kìa. Khổng lồ. Hôm nay chống móm với lại hai con mày vinh nha anh em. Hôm nay ngày cuối cùng là ngày thức thu luôn rồi. Chắc hẹn anh em chắc tuần sau rồi. Quá to, con này nửa ký á. Hôm nay móm luôn các bạn ơi. Có hai con mày vinh nè. Không mua tí nữa. Hôm nay về sớm không ông ơi? Đi trước đi. Ừ. Để ngày mai làm cam một. Về về luôn hả? Mệt lắm. Cam một mày sớm về mệt lắm. Về về luôn hả? Ừ. Hôm nay mình về sớm các bạn. Ngày mai đi làm. Chắc tuần nữa mới có clip các bạn xem. Cứ chủ nhật là có clip các bạn xem. Ở đây mình nghỉ dịch á, nên nghỉ được lâu. Chứ bình thường thì không có đi câu được, phải đi làm. Đó, hôm nay là chỉ được có hai con cá mè vinh thôi, chứ không có nhiều các bạn à. Nè, thắp nhang, thắp đốt cái thuốc, bỏ cám vô cúng kiến lum hết mà. Cá không ăn là vẫn không ăn. Buồn ghê luôn các bạn. Ok nha các bạn. Mình kết thúc video câu cá ngày hôm nay các bạn. Hôm nay khá là buồn luôn các bạn. Được có hai con mày vinh nè. Cái bãi này mình bắt mấy con chua đỏ rồi mà hôm nay chắc hết cá gì rồi các bạn. Thôi hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau nha.